Sáng ngày 6 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt được Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1963, biệt danh Thảo Lụi, ngụ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, sau 2 ngày truy tìm gắt gao. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 6, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám xét căn biệt thự ven sông Bến Lội thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận của Thảo Lụi. Tuy nhiên, lúc bị phong tỏa khám xét, Thảo Lụi đã nhanh chân tẩu thoát. Đến chiều tối ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Thảo tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Thảo Lụi đã được di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, thời gian qua, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thảo cầm đầu thường xuyên dùng vũ lực, ngang nhiên chiếm đất, đập phá nhà cửa của người dân và công ty trên một số xã phường thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Không chỉ có hành vi chiếm đất của một số hộ dân, Nguyễn Văn Thảo còn cầm đầu nhóm đối tượng chiếm dụng 22.000m2 đất tại một dự án du lịch ở thành phố Phan Thiết. Sáng ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Trúc, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, tháng 10 năm 2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra đối với dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, do Sở Nội vụ Gia Lai làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, dự án không sử dụng được, nhưng Sở Nội vụ Gia Lai vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu, gây thất thoát lãng phí 979 triệu đồng ngân sách. Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Tâm, khi đó là Giám đốc Sở Nội vụ, đã ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân ông Hồ Quang Thi, kế toán của sở này, tạo điều kiện để ông Thi tham ô tài sản, chiếm đoạt 540 triệu đồng. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, chiều ngày 5 tháng 6 xảy ra vụ cháy tại trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng rộng hơn 300m2, cao 1 tầng, với tường gạch lửng, phía trên quay tôn. Đám cháy sau đó lan sang nhà trọ bên cạnh khoảng 150m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn về tài sản. Thống kê sơ bộ có 8 xe bị cháy hoàn toàn, 1 xe bị cháy một phần. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngày 6 tháng 6, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn xã Quang Lạng đã xảy ra một vụ đuối nước, làm một nữ du khách tử vong, 3 người khác đang được theo dõi tại các cơ sở y tế, sức khỏe đã ổn định. Trước đó, ngày 4 tháng 6, một đoàn gồm 45 người ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đi du lịch ra Quang Lạng, huyện Vân Đồn. Đến chiều ngày 5 tháng 6, 4 người phụ nữ trong đoàn sinh năm 1962, 1957 và 1949 đều ở tổ 16, phường Lĩnh Nam, ra khu vực bãi biển đầu núi xã Quang Lạng để tắm. Do biển động, có sóng to nên khi tắm biển ra khu vực quá sâu mà không biết bơi, 4 người đã bị sóng đẩy ra ngoài và bị đuối nước. Khu vực bãi tắm Quang Lạng có nhiều chỗ sâu và sóng lớn, đã có cảnh báo nguy hiểm. Các nhà hàng đã ký cam kết nhắc nhở du khách không tắm biển khi không an toàn. Ngày 6 tháng 6, Bệnh viện Bà Rịa cho biết đơn vị đang điều trị cho một trường hợp ngộ độc do ăn phải nấm độc. Nạn nhân là anh Quy, 39 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. Anh cho biết chiều ngày 3 tháng 6, anh có hái nấm trong vườn của nhà hàng xóm và ăn sống ngay sau đó. Vài tiếng sau, anh cảm thấy choáng váng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, tay chân run rẩy. Đến sáng ngày 4 tháng 6, do tình trạng không thuyên giảm, người nhà đã đưa anh vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Theo bác sĩ khoa nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Bà Rịa, may mắn là anh Quy chỉ ăn một lượng ít nấm mọc từ xác ve sầu nên mức độ ngộ độc không nặng. Nhờ được hỗ trợ dinh dưỡng và điều trị triệu chứng, sức khỏe của anh đã tạm ổn, tuy nhiên tay chân vẫn còn run rẩy. Trước đó, vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Bà Rịa đã cấp cứu 4 trường hợp ngộ độc do ăn phải nấm lạ. Một trong số 4 nạn nhân bị ngộ độc cho biết họ đã ăn một loại nấm được hái trên núi. Sau đó tất cả đều bị mệt mỏi, đau bụng dữ dội và đi ngoài liên tục. Ngoài ra, chiều ngày 3 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng tiếp nhận điều trị cho 6 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm mọc từ xác ấu trùng ve sầu.
tại xã Cư Ca Bang, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk. Tối ngày 5 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, kết quả giải trình tự gen do nhóm nghiên cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng 1 và đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford cho thấy đã phát hiện kiểu gen B5 của virus Enterovirus 71, gọi tắt là EV71, là tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em, vừa được phát hiện tại 3 bệnh viện nhi của thành phố. Đây là kiểu gen B5 của EV71 lần đầu tiên được tìm thấy ở Đài Loan, Trung Quốc vào năm 2007 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015-2018. Theo số liệu giám sát dịch bệnh của HCDC, số trường hợp trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng nhanh trong các tuần gần đây. Riêng tuần qua có hơn 200 ca mắc. Bên cạnh đó, theo quy luật diễn tiến dịch bệnh sốt xuất huyết hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh, thì mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết sẽ bắt đầu khoảng tuần thứ 25, khoảng 2 đến 3 tuần tới và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 10 hàng năm.